Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Tiếp tục video hôm nay xin giới thiệu qua với anh em, đây là dòng sạc mới nhất mới có trên thị trường, được giới thiệu lần đầu tiên trên kênh Đam Mê Năng Lượng. Thì ở đây đây là cái sạc MBUT 600W. Thì ở đây cái vỏ hộp của sạc là MD MBUT tiếp đao 600W đó. Thì đây là cái vỏ hộp của cái sản phẩm ha. Đó thì tôi được khui ra một cái để giới thiệu qua cho anh em. Thì đây là cái bao bì sản phẩm và kèm theo đó là sản phẩm và cái tờ hướng dẫn sử dụng, và kèm theo đây những cái linh kiện chẳng hạn như là ốc vít ha, những cái đầu cót để mình kết nối. Rồi còn đây là cái sản phẩm được nhà thiết kế sản xuất đây là cái vỏ hộp bằng nhựa được tông màu làm màu đen. Thì đây là mặt trên của con sạc, đây là cái quạt tản nhiệt cảm biến theo nhiệt độ. Khi mà nhiệt độ đạt trên 45 độ C thì quạt này nó sẽ hoạt động ha, còn dưới nữa thì nó sẽ không hoạt động. Rồi ở đây bên trên á thì nhà sản xuất được tích hợp một cái cầu đấu như thế này, và kết hợp mấy cái cổng dây để cầu đấu như thế này, thấy cũng hay ho nè anh em ạ. Đây mình có cái miếng trắng để bảo vệ ở đây nha. Đó, đóng ra đóng vào như thế này. Đó, mấy cái đầu cót để mình đây có bốn cái đầu cót nè anh em à. Đó, bốn đầu cót để mình kết nối qua cái cổng dây điện từ pin đi xuống thì được kết nối vào cái đầu phía bên trên theo cái phương diện thẳng đứng như cái con sạc như thế này. Rồi đây là mặt trước của con sạc ha. Đây có cái quạt tản nhiệt, còn đây là trục vẫn trống không. Đó, đường vào đường ra đó. Ha. Rồi còn cái sạc này được tích hợp một cái đồng hồ hiển thị cái app, cái volt như thế này. Đó, tại vì nhà sản xuất đã cắt bớt đi những cái đồng hồ hiển thị nhiều cái thông số, chẳng hạn như báo áp, báo dòng, báo công suất, báo nội nghị này kia, để hạn chế bớt đi cái giá thành thấp nhất có thể nha anh em. Đó, thì cái sạc này hiện tại cái sản phẩm này gồm có là chỉ 730.000 bao luôn phí vận chuyển cho anh em. Rồi đó nha, tôi xin nói giá luôn. Rồi kế tiếp nữa, quay lại với cái thông tin sản phẩm này, thì đây là bên dưới thì ở đây đó có một cái nút ha, ở giữa là tắt ha, sang bên đây và sang bên đây, bên trái và bên phải để xem cái app pin và cái app sạc của mình đang sạc ha. Rồi đồng thời đây nó có một cái nút để chỉnh cái điện áp điện áp sạc nha. Đó, và đây nó có nút chỉnh được cái dòng sạc. Rồi ở bên trên này thì nó có cái nút ôm một để bật tắt cái con sạc như thế này, và có một cái nút để thay đổi cái điện áp ở đây trên 50V và dưới 50V. Rồi xem qua cái tờ hướng dẫn sử dụng của cái dòng sạc MD đao 600W, thì ở đây nhà sản xuất là ghi điện áp đầu vào 12V đến 75V DC, điện áp đầu ra từ 5V đến 60V DC, dòng sạc từ 1 đến 25A, công suất đầu ra 12V, 300W, 24V, 600W, 48V, 700W, PV đầu vào tối đa 900W, điện áp không vượt quá 75V. Đó. Rồi MBUT 600W được bảo hành 1 năm, lỗi do nhà sản xuất Made in Việt Nam, được sản xuất tại công ty công nghệ mới Đông Anh, Hà Nội. Rồi, điện áp ở đây, điện áp đầu vào 12-75V ở đen đỏ, tức như là phân biệt mình đấu nối là âm dương cộng và trừ rõ ràng. Ở trên con sạc này có cái dây để phân biệt, chúng ta rất là dễ nhìn nha. Đó. Rồi và các cái thông tin cần thiết ở bên dưới cũng như là cái tờ hướng dẫn sử dụng đó. Rồi nếu anh em nào mua đến những cái sản phẩm này hoặc là tìm hiểu thêm những sản phẩm này thì hãy kết nối kết bạn Zalo qua số điện thoại trên cái màn hình. Thì những cái sạc này anh em mà được bảo hành miễn phí trong vòng 1 năm, sau khi hết bảo hành thì có thể làm hỗ trợ dạng như sửa chữa hoặc là bảo trì bảo quản vô con sạc. Đây là hàng của Việt Nam sản xuất nên cái vấn đề cái khâu bảo hành bảo tội hay là những cái linh kiện thay thế sửa chữa thì nó đều có sẵn đó ha, chứ không phải là hàng của nước ngoài nhập về. Thì những cái sạc này tôi nhận cách nay là tầm 4-5 hôm rồi anh em ạ. Đó, nhưng mà chưa có lên video để giới thiệu đến anh em, tại vì đây là cái dòng sạc mới ha. Dòng sạc này ra thì nó giống như là cái Elezoi đó, giá cả thì có thể là cạnh tranh. Những cái dòng sạc này ra đời để cạnh tranh những cái dòng sạc Elezoi đó. Tôi cũng có đang test mấy ngày hôm nay một cái, tôi đang bỏ ngoài cái kho của tôi đang test. Thì bây giờ tôi sẽ ra bên bên ngoài để cho anh em xem qua về cái con sạc. Đây anh em à, bây giờ là buổi sáng tầm khoảng 9 giờ sáng. Thì đây cái tấm pin 150W, tôi kết nối cái tấm pin 150W mấy ngày hôm nay để kiểm tra cái con sạc
MBT 600W đó như thế nào ha. Đó, pin của tôi mấy hôm trước thì có mấy tấm nhưng mà bán hết rồi, bán vòng vòng đây còn duy nhất có một tấm đó. Thì đây đây là cái con sạc, nó đang sạc vào mấy bốn cái pin xe điện của tôi đấy. Thì cái cách kết nối như sạc như đầu video á, hồi nãy tôi có nói thì đây ha, cái cách kết nối ở bên trên ha. Đó, cái nào cộng thì mình kết nối xuống cộng, trừ và kết nối xuống trừ. Đây nó có cái ổ cầu đấu điện rất là ok nhá. Rồi ở đây thì được tích hợp một cái đồng hồ đo áp như thế này, chứ không phải là tích hợp những cái đồng hồ bốn thông số. Nếu mà tích hợp những cái đồng hồ bốn thông số bên trong dòng sạc thì cái giá thành nó quá là cao đó, nên nhà sản xuất người ta là quan trọng là mình hạn chế bớt, cắt bớt đi cái nào mà không cần thiết cho lắm, để nó mang lại cái giá thành nó thấp nhất có thể để tiếp cận rất là nhiều người. Nó giải quyết một cái vấn đề như là bấy lâu nay anh em đang sử dụng có một cái tấm pin 450W đó, mà anh em sẽ mua những cái con sạc mà BVKM mà anh em sạc pin hệ 12V nó thì thật ra nó hơi khó, nó khó cái vấn đề đó. Mà anh em mua những cái dòng sạc MBT trên thị trường hiện nay thì giá thành nó quá cao, trên 1 triệu nó mới có đó. Còn bây giờ thì anh em bỏ ra tầm khoảng 730.000 thì anh em là có được một cái dòng sạc MBT để điều khiển những cái tấm pin áp cao đó ha, sạc pin hệ thống 12V rồi đó. Thì riêng cái con sạc này thì không những sạc pin hệ 12V mà 24 rồi 24 36 48 đó. Thì ở đây tôi có lắp một cái watt meter, nếu mà anh em mà mua mà kèm theo mua luôn cái watt meter này thì cộng vô thêm 120 ngàn nữa, tất nhiên là 850 ngàn, gồm có một cái sạc và một cái watt meter. Cái watt meter thì cái cách kết nối nó như thế này, nếu mà anh em muốn kiểm tra cái thông số cái tấm pin để mình xem á, mình xem để mình biết á, thì mua thêm cái watt meter này, cách kết nối như thế này đó. Xuống ở đây, xuống xuống cầu đấu, và cái cầu đấu đấu qua cái watt meter nó hiển thị mấy cái thông số ở đây để mình kiểm tra. Thì hiện tại bây giờ á, cái dòng sạc là 7.9 hay gần 8A, với cái công suất là 110W, 110W, 111W ha. Với cái tấm pin ha, vào buổi sáng ha, có nắng nha, tấm pin 150W thì sạc này nó sạc nó đạt hiệu suất rất là tốt anh em à. Đó, tại vì tôi kiểm tra mấy ngày nay, tại vì sạc này nó mới mới có trên thị trường. Thì đây là cái đồng hồ điện thị, tại qua cái màn ảnh trên cái máy quay của tôi á, anh em thấy nó cà lượng cái số này, chứ bên ngoài nó không có nha. Rồi thì ở bên trên đây á, thì nó có cái nút này là cái nút chuyển áp. Khi mà cái tấm pin mình trên 50V hoặc là dưới 50V, mình chỉ cần gạt qua gạt lại cái nút này điều chỉnh cơ thôi. Nó rất là bền bỉ theo năm tháng chứ không phải là nút cảm ứng, sợ nhiều khi lâu lâu nó mát này. Như nút cơ thì sử dụng nó rất là bền rồi. Còn đây là cái nút là bật tắt cái con sạc, ví dụ mình bật qua đây là tắt mà anh em à. Đó, bây giờ đó thì đang tắt rồi ha, tôi đang tắt cái con sạc rồi đó, đang tắt thì nó không còn sạc vào trong cái hệ thống bình nữa nha anh em. Đó, anh em thấy nó trở về không không nhá. Đó, đây nó báo cái điện áp của bình rồi. Bây giờ thì ở đây cái núm vặn này nè anh em à, cái núm vặn này thì anh em có thể là điều chỉnh ha, cái điện áp dặn lên và dặn xuống ha, điều chỉnh điện áp. Thì mình có thể là điều chỉnh cái điện áp từ 5V đến 60V, mình muốn sạc bao nhiêu cũng được. Ở đây nó có cái núm vặn chỉnh cái dòng sạc, nhưng mà đối với pin nhiều thì mình chỉnh được cái dòng sạc, còn pin ít thôi ha, để giữ nguyên cái nút này. Còn cái nút bên đây á, anh em muốn chỉnh cái dòng sạc, ví dụ như anh em muốn sạc bên hệ 12V thì anh em cứ chỉnh, anh em kết nối pin trước hoặc là ắc quy trước đều được nha. Đó, cái sạc này nó rất là hay ở chỗ này. Đó, anh em cũng có thể là kết nối chạy trực tiếp từ cái inverter luôn. Đó, không cần qua cái hệ lưu trữ, kết nối cái inverter vào đây thì mình chạy thôi. Đó, nhưng mà nói về sử dụng trực tiếp vậy thì nó không ổn định cho cái hệ thống điện của mình lắm, tại vì pin năng lượng mà nó phụ thuộc vào thời tiết á. Đó, đang sử dụng mà lỡ có một mây bay ngang thì nó lại sụp nguồn, nó bị gián đoạn. Đó, thì cái núm này mình chỉ dặn tăng lên và tăng xuống. Đây, ở đây thì tôi chọn là điện áp là 10, 10, 15V. Đó, thì ở đây cái nút này thì ở điểm giữa là tắt, nè ha, không là tắt ha, đó là nó tắt rồi. Rồi bên đây á, bật sang bên đây á, thì nó báo cái áp tấm pin. Thì cái áp tấm pin bây giờ là 20.9V, thì nó đang hiển thị là cái áp tấm pin là 20.9V. Đó, 20.9V nha. Đó, còn bật qua ở giữa này thì là tắt ha, tắt rồi. Bật sang bên đây á, thì nó báo cái áp sạc, cái áp mà mình chọn là pin hệ thống 12V, mà mình cài cái áp là 15V. Đó, rồi bước đó thì mình mở kích lên, mình mở sạc lên. Đây, mở cái sạc lên thì bây giờ á, mở sạc lên thì đang sạc vào bình với điện áp là 13.7V. Đó.
Đây thì ở đây nó cũng báo đây nè anh em ạ, à, nó báo cái điện áp là cũng 13.7V, đây là cái công suất sạc dần đó, với cái dòng là quanh gần 8A đó. Rồi thì đây là cái dòng sạc mới có mặt trên thị trường hiện nay nha anh em, với cái tông màu thì là màu đen, được nhà sản xuất bảo hành rất là lâu dài anh em ạ, à, đó bảo hành cả một năm. Nếu mà anh em mua những sản phẩm này thì tôi có thể là tôi dùng cái cây bút xóa màu trắng, tôi viết mặt sau này là ngày bán cho anh em, bảo hành từ ngày bán chứ không phải là bảo hành từ ngày sản xuất nha. Có nhiều sản phẩm bảo hành từ ngày sản xuất á, nếu mà bán cái lỡ mà bán cái sạc lâu quá thì cái thời gian bảo hành nó ngắn lại ha. Còn cái này bảo hành từ ngày bán, ví dụ cái sạc này bây giờ hiện tại là chưa có ghi cái trong chỗ ngày bán đây, nếu mà anh mua từ ngày anh em mua cái con sạc này thì tôi sẽ dùng cái kiểu số tôi ghi trên đây ha, tôi ghi ở trên đây là cái ngày bán cho anh em là được bảo hành một năm đó. À, rồi sau hết thời gian bảo hành rồi thì vẫn bảo hành hỗ trợ sửa chữa anh em rất là lâu dài đó. Rồi thì cái video giới thiệu cái sạc, cái sản phẩm mới đến với anh em ở đến đây tôi cũng xin tạm dừng. Nếu anh em nào mua những cái sản phẩm này thì hãy kết bạn qua Zalo, cái số điện thoại trên màn hình nữa ha, thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà lắp đặt hay là cài đặt về cái con sạc này qua cái cuộc gọi Zalo video. Tôi hay hướng dẫn cho anh em trực tiếp trên cái cuộc gọi Zalo video cho anh em để hướng dẫn anh em đấu nối. Thì cái sạc này nó rất là hay ho, nó giải quyết được cái vấn đề mà bấy lâu nay mà anh em sử dụng những cái tấm pin lớn, anh em mua cái tấm pin mà 4-500W mà anh em sạc pin hệ thống 12V á, mà anh em muốn sạc được cái bình 12V thì anh em trước giờ anh em phải bỏ ra cái số tiền nó cũng hơi lớn lớn, thì hôm nay có cái số tiền là tầm mà khoảng 700-800 ngàn thì anh em có được cái sạc để điều khiển các cái hệ luôn, các cái điện áp luôn đó, các cái điện áp luôn đó. Thì anh em muốn sạc hay nào anh em sạc sạc bình hệ 12V, đặc biệt là nhất bình hệ 12V đó, thì cái sạc này thì nó giải quyết được cái vấn đề đó mà bấy lâu nay những cái dòng sạc BKM không thể nào giải quyết được đó. Thì anh em muốn mua những cái sạc mà điều khiển những tấm pin áp cao thì nó phải trên 1 triệu rồi đó. Rồi như vậy nha anh em, đó cái combo riêng cái con sạc này là 730 ngàn, bao luôn phí vận chuyển cho anh em là gồm có là như đầu video ha, đó là vỏ hộp gồm theo là cái con sạc và cái tờ hướng dẫn sử dụng và theo cái linh kiện nhỏ nhỏ 4 cái đầu cót đó. Rồi còn nếu anh em nào mua thêm cái watt master để đấu nối như thế này để kiểm tra thêm cái thông tin chi tiết của cái hiệu suất cái tấm pin của mình thì anh em cũng có thể là mua luôn cái watt master này kèm theo là 120 nữa, bán kèm theo. Nếu mà anh em mua rồi cái này tôi bán tới 150 ngàn, còn mua kèm theo thì chỉ 120 ngàn mà thôi đó, nó đỡ đi cái phí vận chuyển đúng không. Đó là combo gồm có là cái watt master và cái sạc là 850 ngàn, còn anh em mà không lấy cái watt master này thì chỉ là 730 ngàn với cái con sạc này đó. Về thì anh em chỉ kết nối nha, điều chỉnh dòng chỉnh áp nó rất là có nhiều cái tính năng rất là cơ, nhiều cái tính năng cơ hay ho trên cái con sạc này đó. Còn về phần mà hướng dẫn lắp đặt cài đặt các hàng số thì có thể là thêm hướng dẫn thêm, khi mà anh em có những sản phẩm thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà cài đặt hay là lắp đặt gì nó sẽ dễ dàng ok hơn. Còn cái trong cái video xin giới thiệu qua, bởi vì video có hạn tôi muốn làm ngắn gọn cái video đến chia sẻ hay giới thiệu với anh em đây là sản phẩm mới đó. Rồi còn bây giờ tôi xin chào và hẹn lại em trong video kế tiếp nha.